Đoạn phim này được quay lại tại ngôi nhà của Sakimatsu thuộc thành phố Nagoya, Nhật Bản vào ngày 13 tháng 5 năm 2013. Theo như những gì anh Sakimatsu chia sẻ, thì đây là ngôi nhà mà anh ta vừa thuê cách đó không lâu, một tháng đổ lại. Vì anh bị bắt chuyển công tác đến trung tâm thành phố Nagoya, nên đành thuê một ngôi nhà để ở tạm trong thời gian này. Những ngày đầu tiên vẫn rất bình thường, nhà cửa khá tươm tất với cái giá thuê phải chăng. Nhưng kể từ sau đó, cứ vào mỗi đêm tại căn phòng này lại phát ra những âm thanh lục đục nghe rất kỳ lạ. Sau nhiều lần kiểm tra thì Sakimatsu chẳng thấy có điều gì khác thường. Anh cứ nghĩ là do bọn chuột làm nên cũng cho qua chuyện. Nhưng mỗi đêm tiếng động càng phát ra lớn hơn, khiến anh từ khó chịu chuyển sang sợ hãi. Cho đến ngay thời điểm này, khi phát hiện một mùi hôi bốc ra trong tủ bếp, từ từ mở cửa ra đón chào anh là một con chuột đã chết từ bao giờ. Điều đáng sợ hơn là anh đã phát hiện ra một khuôn mặt quái dị bên trong cái tủ khi anh xem lại đoạn phim này. Đoạn phim này được quay lại bởi Hatashino khi anh ta đang đi du lịch với người yêu đến vùng Yamaguchi, Nhật Bản vào ngày 23 tháng 2 năm 2012. Một chuyến đi chơi du lịch là điều rất thường tình giữa những đôi trai gái đang yêu nhau. Những nơi mà họ sẽ hẹn hò, sẽ ăn uống và chụp hình tự kỷ là điều chắc chắn sẽ phải có. Nhưng điều khác lạ đây là nếu như Hatashino không trở nên bị trầm cảm sau chuyến đi chơi ở Yamaguchi với cô người yêu mới của anh là Hanami. Cũng đã hơn một năm trôi qua kể từ khi anh rơi vào nỗi tuyệt vọng khi cô người yêu cũ là Kataomi bị mất trong một vụ tai nạn giao thông. Chỉ có Hatashino là may mắn sống sót sau thảm kịch ấy. Và rồi niềm vui cũng đã hé nở khi anh ta gặp cô người yêu mới là Hanami. Nhưng có lẽ điều anh không ngờ nhất, vẫn luôn bên cạnh anh từ đó tới giờ, linh hồn của Kataomi vẫn luôn bám theo anh. Và anh ta thực sự nhận ra điều đó khi xem lại đoạn phim này. Đoạn phim này được quay lại ở một khu nghĩa địa thuộc vùng ngoại ô thành phố Takamatsu, Nhật Bản vào ngày 25 tháng 6 năm 2011 bởi một nhóm thanh niên thích khám phá những điều bí ẩn ma quái. Theo thông tin thì nhóm thanh niên này được nghe người dân địa phương kể lại, tại khu nghĩa địa này có rất nhiều hồn ma hiện hình vào mỗi tối. Đa phần những người chết ở đây đều do tự sát nên hồn ma không thể siêu sinh. Không chỉ một mà hầu hết những người dân sống gần khu vực này đều nói là họ đã tận mắt chứng kiến những hồn ma hiện hình ngồi trên các ngôi mộ lúc cười lúc khóc. Do sợ hãi nên họ đã thuê một thầy cúng tới đây để làm phép vào mỗi tối từ khoảng 10 giờ đến 12 giờ đêm mỗi tuần một lần. Nhưng cơ hội này, những thanh niên thích mạo hiểm đã tới đây để quay phim xem có chuyện gì ma quái xảy ra không. Anh thanh niên có tên Katayama đã đến hỏi thăm thầy cúng. Sau một hồi thì ông ta bắt đầu nhìn mặt anh ta và nói: "Một vong hồn nữ đang bám theo cậu đấy, hãy cẩn thận." Rồi ông ta bắt đầu hét lớn làm Katayama hoảng sợ bỏ chạy. Và đúng như những gì ông thầy cúng đã nói, một lúc sau, người quay phim có tên Kita
đã thực sự quay được một gương mặt ma quái của một phong nữ hiện hình ngay sau lưng Katayama. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn cảm nghĩ gì? Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới để mọi người được biết. Nếu các bạn thích nghe những câu chuyện ma quái kinh dị, hãy vui lòng kéo xuống phần mô tả, bấm vào link liên kết để qua kênh Nội Ám Ảnh ủng hộ mình nhé.